Đây có cái ao sen, vào mùa khô là nó trụ đi hết, giờ nó mọc lại. Đường này vài năm nữa là không có cái tầm, không có cái tầm nhìn như thế này rồi. Ta sẽ cắt nhà dọc theo đây hết, mình nhìn hết thấy luôn, nhìn hết thấy cái cảnh này. Ở đây hiện giờ là còn trống, cho vài năm nữa là đất gian đường này là ta cắt nhà hết. Chỗ này còn nhìn thấy đẹp. Không cười chứ một con hết được. Đây chín lại rai rồi. Chùa Tà Bà bà con. À, hung dữ à.
nhà thờ với cái chùa. Nhà thờ Măng Coi, còn chùa là chùa Tà Bà. Cái chùa ở trên núi, nhà thờ ở dưới đồng bằng. Núi kia là núi Cô Tô, mây mù. Tôi hủy tới đây rồi đó, mấy đệ tử đó. Này ta đi ruộng về. Giờ ở đây huyện đang ủi làm, định làm cái đường này bằng bê tông luôn, định đổ bê tông luôn. Có con fly cam bay là đẹp rồi. Ổng ủi ra rồi nó ổng làm đường bê tông, đổ bê tông. Trong cái thời gian đổ bê tông là không biết đi được không. Ổng làm phân nửa, chừa phân nửa cho mình đi. Rồi đổ xong rồi đổ tiếp. Chả biết sao. Thời gian ổng mới ổng làm thì mình đâu có đi được. Mấy đệ tử chạy vô, bây giờ chạy ra, không có đường đi rồi. Mày chạy mau ơi nhảy, không có đường đi hả? Đã đang làm đường hả? Hello, hello. Hello, hello. Thôi lướt tay lướt chân. Yeah. Ah, trời lướt đầy trời thư trời.
Nó mới lượt đầy ra, bên tay lượt đầy bằng một tua xóa tay hay đâu quá. Thưa đầy thưa chân thì thọt mà ơi, ạp chè thưa đầy thưa chân thì thì lâu rồi sao. Tớ tớ tình tiết tớ. Đổi đường rồi, thành thử ra hơi khó đi. Bây giờ phải đẩy và đi cắt cỏ về. Xong cái này rồi tới ổng đổ đất rồi mới ổng làm đường bê tông á, thì là êm rồi. Mà trong cái thời gian làm thì chắc hơi khó khăn chút. Cái đường này là cái đường đất đẹp nhất nè, bây giờ sắp tới là thành đường bê tông rồi á. Bên trong thì nó cũng có cái đẹp à, thôi chưa. Đường đất thì thấy nó đẹp hơn, rồi mình thích cái cũ kỹ nha. Chứ còn làm có đường bê tông thì bà con đi lại cũng dễ. Giờ này đã đi ruộng đi cắt cỏ gì ta về. Nghe tiếng nhóc nhang nó kêu. Người ta ấy nhổ cỏ cho ruộng phơi môn. Dài ba ngày sẽ ra nhổ cỏ. Lúc này bà con phải trồng phơi môn nhiều. Lúa với phơi môn. Ba chí hay gì? Ba chí là lấy thơ về tôm chú. Tôm chú có lấy cái lốc chân ấy. Tết tiết ba chú bán chí xua lắm. Này chắc đang bỏ phần. Bỏ phần cho mấy cái cây mồm. Đúng rồi, bỏ phần.